năm mới. Bác phóng viên nha. 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 Hiện nay quay nào là khác nha. Dạ nha. Ờ, cảm ơn. Dạ, bỏ quả. Có phải cầm hoa không? Cầm hoa. Chụp một lòng mới. Các bạn biết là bà thì bán nào của bà nữa? Ô, cái này quả nhớ. Mạnh khỏe, làm ăn, may mắn. Chưa? Ôi, nó mới Quang ơi. Con thì quả cái giờ nó mập đấy. Tôi không được vấn đề. Mày có bạn không riêng mày cứ vờ vờ cho nó đến chiếu chẳng có ngay. Về một tí này. Quay. Quay. Năm mới chúc đại gia đình như ta. Năm mới chúc mừng năm mới toàn thế giới. Năm mới đấy chúc. Ăn sao thì ngon. Anh và đại sứ quán Đông Xuyên ở Mỹ được luôn luôn mạnh khỏe nhá. Nhà cũng cho đi vào nhà ông đi đánh nó nhá. Chúng rồi đây này, quay đây này, nó quay ảnh này. Bác nghe thế là chúc ban cho sang năm mới rồi. Ông bà ngoài đấy rồi thì gia đình các cháu rồi thì mới chúc đại gia đình cảm ơn các cháu rất là sức khỏe làm ăn trong mọi công việc làm ăn đây bằng an sống đẹp mới. Và tóm lại là cho bà ngủ nó kín, ngủ trưa nó kín thế thôi. Mới cho chú chúc sức khỏe các cháu. Chúc gia đình mạnh khỏe nhá. Cảm ơn đại gia đình nhà mình.
thuốc cả. Hút thuốc nên không bỏ thuốc đây. Thuốc. Đầu câu đầy đủ. Có thuốc viện thì hút chứ còn không thì thôi. Vâng. Có bằng không? Vì cái đấy của nó cái sách tay mà. Thôi. Có năm chuyện. Không phải đâu. Nhưng mà nó là phải đỡ các con. Cái đấy nó là đúng không? Không phải đâu. Bình thường thì nó đâu có cái đấy là cô đang cơ bị bác tung em lên mạng đấy à? Nếu mà mình không ra chống xe đây thì quá nhờ mời đã một chụp cho cháu kiểu nên làm gì có chụp ở đây tao không nước em mà chịu không à. Ăn đi ăn thoải mái kiểu bánh nhiều lắm. Cái gì năm mới chúc anh chị các cháu mạnh khỏe. Cái cháu lên mạng để cháu lên thăm cháu có nhật trai. Ăn nhất tốt nhất, duy nhất. Chúc cho phụ ảnh, cho phụ phụ ảnh. Không biết cái này có quay cùng đang quay cùng với đang cho con trai con gái cùng. Cười to lên kìa. Cười to lên, cười há mồm ra chứ để cứ cười như cụ đà đi đi. Nhưng mà đọc ngược lại là đọc tài lắm. Cái viện nó học đà tiên tử. Tuổi mới thì là sinh con trai. Con trai rồi nhá. Về nhà đi bà với cháu bà thì không phải có một người chứ. Nhà ông bà này mới sơn lại màu. Mới sơn. Vâng. Cháu vào uống nước. Năm mới rồi, bác sĩ người cô bà cho sang năm mới mạnh khỏe nha. Gia đình các cháu học giỏi. Nắm tài lắm. Học coi như thành giả hết. Bán đấy. Ai đây? Ai gọi đây? Ai gọi đây? Đến chút tuổi cô. Ê, đại, chửi với cái cháu chửi. Cô gái gì? Không gì vậy? Không phải có giấy, cứ đi đi.
Mày chụp cái này, mày chụp hai ông bà cái chứ nào? Ông ngồi ngồi đấy. Đây là tập trung ở đây từ sáng giờ. Uống nha, là đưa cụ chẳng chưa tập trung về. Có phải là ai đang uống nước? Đi nghe bà, mới đi xuống nhà bà. Đâu, có đi xuống chứ. Anh bảo cụ rằng là bao giờ cụ chúa gọi cụ về thì cụ để cho con cái áo này, bảo cái áo này xấu lắm, bảo không đẹp lắm, bảo dặn dối cho lại cho bà khéo thế nhá, bảo là cho mẹ dinh cái áo này. Qua tí thịt đây phụ nói chung là không gầy lắm, nó cứ khen là không gầy, không giờ thì nói là kể cả lần này không ngã thì lần sau nó bỏ cái xin điếu bát ra đi này nào mà nhớ. Hôm nay thì là Amen.
Hồng. Trong ngày đầu năm mới, chúng con họp nhau đây để dâng lời chúc tụng người khen Chúa, cúi xin Chúa mở đường hải hà, ban cho hết mọi người chúng con trong năm mới quý tịch này được bình an, mạnh khỏe, càng thêm tuổi càng thêm nhân đức, hầu đáng hưởng phúc lộc dồi dào. Chúng con cầu xin rằng Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiệp trì cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Lời Chúa trong sách Dân Số. Đức Chúa phán với ông Mô-xê: Hãy nói với A-ra-rôn và các con ông ấy rằng, khi chúc lành cho con cái Israel, anh em hãy nói thế này: Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em. Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em. Công giáo có nói đến
một người kia sau này khi sống suốt cả cuộc đời của mình thì thấy tỉnh ngộ ra rằng à, thời giờ là của Chúa là vô cùng quan trọng. Cho nên những ai sinh ở ra trên cuộc đời này mà không biết tận giờ tận dụng cái thời giờ của Chúa ban cho thì một tích tắc cũng phí đi, một tích tắc, một giây, một phút hay là một giờ, một ngày có 12 tiếng, ngày đêm 24 tiếng mà để phí một ngày thì mất bao nhiêu cái quý thời gian. Vậy kính thưa quý ông bà, toàn thể anh chị em, trong Việt Nam chúng ta đã rất là khôn ngoan, đã biết tận dụng cái cơ hội này, cho nên đã cùng nhau mà lập ra gọi cái ngày Tết, cái Tết cổ truyền là một ngày thật là linh thiêng. Chính cái ngày Tết cổ truyền này là một cơ hội để tập trung tất cả mọi người con cái từ phương xa ở khắp mọi nơi trên thế giới hay khắp mọi miền đất nước trở về quê nhà, hay là giống như một doanh nghiệp kia, một nhà kinh doanh kia mở một công ty hay một nhà hàng thì ít nhất một buổi tối cũng ngồi tổng hợp lại số tiền, hoặc là một tuần về tổng hợp xem số hàng của thấy bà bao nhiêu và cái số mà xuất ra bán đã xuất được bao nhiêu. Nếu như một tuần lỗ, hai tuần lỗ, một tháng lỗ, nhưng mà 4-5 tháng một năm mà chỉ có vào và không có lợi thì cũng phải nhanh chóng đóng cửa tiệm lại và không thể kinh doanh được nữa. Vậy thì trong cuộc sống của con người, mỗi năm cũng là một cơ hội tốt nhất trong ngày Tết để chúng ta tổng hợp lại, chúng ta có thời giờ để dừng lại xem trong một năm qua với thời gian, thời giờ đã của Chúa, tôi đã làm được gì. Chính vì cái quỹ thời gian như vậy cho nên đây là một cái dịp thứ nhất, là một năm có thể một dịp Tết chúng ta dừng lại, chúng ta tạ ơn xin Chúa xem năm vừa qua những gì tốt đẹp chúng ta làm được thì chúng ta dâng lên cho Chúa, chúng ta ngợi khen tôn vinh Chúa, và cũng như là gửi tất cả những thành công của chúng ta lên con đất đời đời. Trái lại, chúng ta cũng dâng những thất bại của chúng ta biết được rằng là trong năm qua tôi còn nhiều thiếu sót với Chúa, tôi chưa hoàn thành cái bổn phận là công giáo, tôi chưa yêu mến đủ, thì năm tới này tôi xin ơn Chúa giúp cho tôi khắc phục, hoặc là cái lòng hiếu thảo của tôi với tổ tiên ông bà cha mẹ con cái chưa sống tốt với ông bà bố mẹ, hoặc là ông bà bố mẹ sống chưa thật sự là một ông bà đối với con cái cháu chắc, hoặc là chồng đối với vợ, vợ đối với chồng chưa đủ cái bổn phận của mình, thì đây cũng là một cơ hội mà chúng ta suy nghĩ lại để rồi chúng ta thấy tôi cần phải có những khuyết điểm này, tôi bổ sung, tôi cần sửa chữa. Và hơn thế nữa thì chúng ta biết được rằng cái quỹ thời gian mà Chúa ban cho tôi những tài năng như những nét vàng, nét bạc, vậy tôi đã xin lợi cho Đức Chúa được nhiều chưa? Tôi vị trí là cha, tôi vị trí là con, ở ngoài xã hội tôi làm cái công việc này, công việc khác, vậy tôi đã làm đúng với bổn phận của tôi chưa? Đã xin lợi chưa? Hay là cái thời gian đó tôi còn để phí? Ví dụ như sống trong một giáo xứ, công việc giáo xứ bề bộn, thế mà thời giờ tôi để đầy phí đến hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần tôi ngồi mải mê chơi bời, mải mê đánh bạc, mải mê rượu chè, và thậm chí đôi khi còn những người cười tiếng không làm giúp vợ giúp con hay giúp chồng giúp con mà là phải chỉ chơi bời không mà thôi, thì cái quỹ thời gian như vậy là Chúa dành cho chúng ta có thể vô tình chúng ta không ý thức mà chúng ta đã để đánh mất quá nhiều. Vì thế một năm đây cũng là một cái nấc thang từ năm này đến năm khác, mỗi người có thể sống được 100 năm, nhưng mà 70 năm nhân sinh thất thập cổ nai hy đã là thọ. Và nếu như mỗi một năm mà chúng ta không làm tốt được cái năm đó thì chúng ta để một phí rất nhiều và chúng ta sẽ nợ với Chúa. Cho nên cuốn quy luật của muôn đời có nói đến Chúa cho chúng ta quỹ thời gian là vô cùng quan trọng. Vì thế ngày Tết cổ truyền cho chúng ta đã biết dùng cái thời giờ chia ra từng năm,
ở Việt Nam có 4 mùa, ở châu Á cũng vậy, còn là châu Âu thì chỉ có 2 mùa mà thôi. Vì thế cháu chúng ta rất là khôn ngoan, đã biết chia ra những cái quý, những cái mùa để mà cho con người dựa vào đấy, biết phấn đấu, tổng kết những cái thời gian để mà mình làm sinh lợi cho nước Chúa. Vậy mỗi người chúng ta cũng phải ý thức về một năm qua tôi đã làm được gì và tôi thiếu sót những gì. Chúng ta cần phải xin ơn Chúa Xuân giúp cho chúng ta khắc phục, giúp cho chúng ta để vượt qua những cái gì mà kết quả chưa được tốt, những cái gì mà hậu quả xảy ra, hoặc là chúng ta hướng tới cho một tương lai tốt đẹp để tinh thần xây dựng nước Chúa. Cũng trong ngày Tết này, chúng ta được nghe các bài đọc, và nhất là thư Thánh Phaolô có nói đến chúng ta nên làm việc lành phúc đức, làm việc bác ái, và Chúa muốn cho chúng ta như vậy. Tôi rất hài lòng được giáo sư Long Xuyên đã thành lập được ban Caritas và mới chỉ được mấy tuần thôi, nhưng mà hoạt động rất là tốt. Đã có đến 14 anh chị em xin nhập vào Caritas của giáo sứ, để rồi chúng ta gom những cái bìa cắt tông, rồi gom từ những cái vỏ bia, cái non bia, và được các nhà hàng hay cũng như các nhà trong dịp Tết liên hoan thì cho những vỏ bia ấy để rồi ban Caritas nhặt vào. Trong tương lai chúng ta sẽ hoạt động quy mô hơn, ví dụ học tập ở miền Nam, học tập ở nước ngoài, chúng ta để 2 cái thùng, một là thùng nếu ai có quần áo cũ hoặc là may mà mặc không hợp thì mang đến để gom vào đấy, để rồi sau này ban Caritas sẽ đi mang đi các vùng dân tộc cho những người nghèo, một bên cái thùng để gạo, để mà những ai chúng ta ở vùng nông nghiệp không có tiền thì góp gạo vào đó, để rồi ban Caritas sẽ mang đi giúp đỡ. Và bên cạnh chúng ta vừa qua có rất nhiều người trong huyện Yên Lãng nghèo, và chúng tôi vừa rồi đã đi làm Caritas bác ái một số đơn vị, và ban kết thúc ban Caritas rất là hài lòng, thấy rằng những người kém may mắn và khi nhận được cái sự giúp đỡ của chúng ta rất là thích thú, ăn Tết rất là ngon. Và đồng thời nếu như lịch sử giáo sư Long Xuyên sau này viết lên trang sử cẩn thận, thì khởi đầu cái giai đoạn vừa qua là ban Caritas bắt đầu xuất hiện và bắt đầu hoạt động, cũng nói lên cái sự trưởng thành của giáo sư chúng ta. Tuy nhiên thì hôm nay tôi cũng muốn nói đến một điều vô cùng quan trọng. Truyền thống của giáo sứ Long Xuyên chúng ta có bề dày lịch sử, có chiều sâu về mọi truyền thống tốt đẹp, đạo đời, dòng máu đất đứng từ đạo, và cũng như là cái tinh thần bác ái rất có bề dày. Vậy thì hôm cách đây 3 hôm, tôi chúc Tết thì tôi có dẫn đoàn hội đồng ban phủ sứ cũng như ban hành giáo ban phủ sứ đi chúc Tết cha Vinh. Chúng ta trong đoàn thật là ngưỡng mộ công trình của cha Vinh và Liễu Dinh, thật là tuyệt vời. Giáo sứ chúng ta cũng đã nổi tiếng, nhưng mà so đấy thì chỉ bằng 1/50 mà thôi. Cách đây 3 hôm, ông cố Khuynh là cố của cha Vinh có vào nói chuyện với tôi, và chính cha Vinh cũng nói chuyện, đó là có một bà đến thăm khi cha Vinh ở nhà bếp đang ăn cơm, nói cha ở một cái nhà bếp sơ sài thế này, con sẽ giúp cha xây một cái nhà bếp mới. Nhưng mà hôm vừa rồi chúng ta chính cái nhà bếp đấy hóa là phải làm một nhà khách rất là lớn để mà tiếp khách các đoàn đến chúc Tết, thì trong đoàn của chúng ta ngồi cái nhà đấy không phải là nhà bếp mà là nhà rất là sang trọng. Vậy thì chỉ có một bà giúp trên 1 tỷ xây hoàn toàn cái nhà đấy. Vậy thì tổng kết lại, khi mà giáo sứ Liễu Dinh xây cái nhà thờ, có một người một gia đình giúp đỡ 900 triệu làm ghế lim rất là hiện đại, rất là đẹp, ngồi dự lễ rất khang trang. Một người giúp 1 tỷ để chạm chỗ giác khung thánh cũng như 14 đường thánh giá. Rồi nhà thì xin đã khang tiết toàn bộ nhà thờ. Và những nhà ấy hầu như nếu cha mình cũng nói là xin cha không cần kể tên chúng con. Và tôi nhớ lại cái câu của Thánh Ignacio Leona nói rằng cho đi không hề tính toán, cho đi không hề đếm kể. Và tôi đã gặp rất nhiều từ Nam ra Chí Bắc, có rất nhiều người làm bác ái, người ta cứ đưa cho các cha hay đưa cho người này rằng gửi vào giáo xứ kia hộ con
vài triệu, vài chục triệu, đôi trăm triệu. Thì nhiều cha đã hỏi cái tên ông là gì, tên bà là gì cho tôi biết để chúng tôi cầu nguyện cho. Thì người ta nói là cứ cầu nguyện cho chúng con là được, không cần phải nói tên đâu, chúng con đưa là Chúa biết. Quả thật như trong phúc âm có nói rằng làm phúc tay phải không cho tay trái biết, cứ có lòng là Chúa biết. Vậy thì tôi nhớ Đức Công ngày xưa có nói rằng chúng ta đi đạo, chúng ta xây dựng nước Chúa là nói lên một cái sức mạnh tinh thần đoàn kết cũng như sống đạo, sống động, cái đấy là quan trọng. Còn vấn đề cơ sở vật chất xây nhà thờ hay là xây nhà giáo lý, đấy cũng là đạo đức thấp. Tôi rất mừng với giáo sĩ Đông Xuyên, chúng ta hướng tới một tương lai cũng như đi vào chiều sâu của vấn đề. Cho nên là ngay kể cả vấn đề xin lễ ở Đông Xuyên hay ban phụ sứ rất là tốt, khi xin thì cần cầu nguyện cho linh hồn Maria Giuse hay là Phêrô, như thế là đủ rồi, không cần phải đọc rõ tên dòng họ nọ dòng họ kia. Tôi còn nhớ gần vừa qua trang phòng có kể với tôi rằng có mấy người ở Lam An xin lễ cứ nói rằng cha đọc rõ tên, trang phòng nói rằng tôi ở đây cũng đọc rõ tên, nếu ông bà thích đọc rõ tên thì cứ mang tiền xin cha nào ở huyện ta không thì ở huyện khác mà đọc rõ tên thì xin ở đấy, còn tôi ở đây chỉ đọc tên thánh mà thôi. Tôi rất mừng là đạo và Vô Xuyên chúng ta trưởng thành, cứ xin là chỉ cần nói đến tên thánh là đủ, vì chúng ta có lòng là Chúa biết chúng ta. Vậy cũng nhân dịp năm mới, chúng ta cùng nhau chúng ta cầu xin Chúa củng cố công việc chúng ta làm, và xin Chúa chúc lành cho giáo xứ chúng ta, chúc lành cho người Đông Xuyên ở quê hương cũng như ở khắp mọi miền đất nước, chúc lành cho những người Đông Xuyên ở hải ngoại, để làm sao chúng ta càng dâng lễ trong cái dịp Tết Nguyên Đán cổ truyền này thì chúng ta càng nhớ về nhau, chúng ta nhớ về cội nguồn, chúng ta nhớ về quê hương là chủ thể gọi, quê hương đầu tiên là ở tại giáo xứ Đông Xuyên quê mẹ đây. Ước mong gì tất cả người Đông Xuyên chúng ta ở khắp mọi nơi liên kết với nhau trong đức tin, liên kết với nhau trong dòng máu các đức tử đạo, liên kết với nhau trong đức tin để xây dựng Đông Xuyên ở khắp nơi thành một Đông Xuyên, một khối duy nhất, một khối đoàn kết, một khối yêu thương, một khối thánh thiện, để mong gì Đông Xuyên ngày hôm nay ở dưới đất ở khắp nơi cùng hướng về nhau và hướng tới một Đông Xuyên trên trời, trong đó Chúa Xuân hiện diện ở nơi Đông Xuyên, nơi mỗi mọi người chúng ta. Nhân dịp đầu xuân mới, tôi xin kính chúc tất cả quý ông bà và anh chị em một mùa xuân thắm tươi, một mùa xuân hy vọng. Tất cả mọi người chúng ta lúc nào cũng vui như hoa đào mùa xuân. Năm nay ban hành giáo đã sắm được một cái cây đào rất là đẹp, và không những đẹp về hoa mà đẹp về cả thế. Tôi cho rằng người chọn cành đào này có lẽ rằng như gửi một cái thông điệp là ai đến dự lễ ở nhà thờ Đông Xuyên trong đầu năm mà nhìn tới cành đào và hướng tới Thiên Chúa cầu xin cùng Thiên Chúa thì năm nay sẽ được rất nhiều phúc lộc, không những được phúc lại được lộc trong đời sống. Và ước mong gì cầu nguyện cho mọi người Đông Xuyên chúng ta trong năm đức tin năm nay sẽ sinh sôi đơm hoa kết trái thật là mạnh mẽ, đức tin thật là vững vàng, đức tin thật là sống động. Giờ đó qua năm đức tin khi kết thúc, chúng ta sẽ là những chứng nhân thật là đích thực cho Chúa Kitô. Ước mong gì được như vậy. Amen. Yeah.
nay chúng con hoan hỉ dâng lên Chúa những lễ vật đầu xuân chọn lựa trong tinh hoa của ruộng vườn, xin cho chúng con không ngừng cảm tạ tri ân và chúc toàn sức mạnh làm chủ trái đất. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con dâng lời cảm tạ Cha và cùng với triều thần Thiên Chúa tuyên xưng Cha là Đức toàn năng và tung hô rằng. Là một mọi sự thánh thiện, vì thế con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở lên cho chúng con mình và máu Jesus Kitô Chúa chúng con. Khi từ về mình chịu khổ, người ngầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị đột vì các con. Cùng một thể thương ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu đau ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con để nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén rượu đó để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chức tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến. Cùng với được giao thông Mê Lê Đích Tô 16, đức giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Trong ngày hôm nay chúng ta cùng hiệp ý với tất cả con cái Đông Xuyên trên khắp hoàn cầu để cầu nguyện cho linh hồn tổ tiên Đông Xuyên của chúng ta. Và chúng ta cũng hợp ý với những người xin cầu nguyện cho linh hồn tiên nhân và các linh hồn Giuse, Phêrô, Maria Anna và những linh hồn mồ côi cùng xin bình an trong năm mới. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là linh hồn tiên nhân cùng linh hồn Đức ông Lorenzo của chúng con, cùng các linh hồn mà chúng con xin cầu nguyện hôm nay mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa nhớ đến anh em chúng con đang ăn nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được hòa hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa chúng con này. Xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng ở sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Vâng lời Chúa cứu thế, và theo thế thương người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: đang nghe phong đời niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa nói với các tông đồ rằng: thầy để lại bình an cho các con, thầy ban bình an của thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn thấy đức tin của thánh Chúa, xin thoái thương ban cho thánh bình an và cấp theo thánh Y Chúa cho sống và hiển trì muôn đời. Amen.
cho chúng ta vừa bước vào những giây phút đầu năm mới. Chúng ta hãy nhìn lại trong một năm qua, nếu như chúng ta có những thiếu sót gì với Chúa thì chúng ta xin lỗi Chúa, và chúng ta có thiếu sót gì với nhau thì chúng ta hãy làm hòa với nhau để chúng ta tha thứ hết cho nhau, để tâm hồn chúng ta trở nên thanh thản, để rồi một năm mới chúng ta sẽ sống trong sự bình an. Và đối với tôi, nếu như tôi có thiếu sót gì đối với quý ông bà và anh chị em trong phủ sứ chúng ta, thì xin quý ông bà và anh chị em hãy tha thứ cho tôi. Trong suốt một năm qua, chắc chắn rằng những điều thiếu sót không thể tránh được, có những điều mà mình không ý thức đủ, và nếu điều gì làm phiền đến chúng ta thì xin mọi người tha thứ cho tôi, và giữa chúng ta với nhau chúng ta hãy tha thứ cho nhau, xin lỗi nhau, và chúng ta đối với Chúa xin lỗi Chúa, để rồi sang năm mới chúng ta sống trong sự bình an. Hôm nay chúng ta bắt tay nhau thật là thắm thiết, nói lên cái sự vui mừng của sự đã tha thứ và sống trong tinh thần yêu thương tha thứ. Và bình an của Chúa hầm ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin giới thiệu, kính mời ông Chánh Du Xe Bùi Văn Hào đang
nhiệm cho hội đồng giáo xứ anh em có tâm tình để kết tuổi đầu xuân tới biết ra cũng như là quý ba lớp tu sĩ cùng quý phụ của cộng đồng xin kính mời ông. Thật kính cha và nhiệm vì biết bao hồng ân Chúa đã ban cho quý cha quý thầy cùng cộng đoàn giáo xứ chúng ta. Nhìn lại trong năm qua, chúng ta thấy rằng biết bao những ơn lành Chúa đã ban cho giáo xứ chúng ta rất nhiều, và chính chúng ta cũng cảm ơn cha quản nhiệm. Trong năm qua ngài đã lo lắng chăm sóc cộng đoàn giáo xứ chúng ta khi ngài còn là cha phụ tá đức ông, và ngài được bổ nhiệm làm cha quản nhiệm cho đến giờ phút này. Vậy hôm nay là ngày đầu xuân mới, thay mặt cộng đoàn giáo xứ chúng con xin kính chúc cha quản nhiệm sang năm mới thêm một tuổi mới dồi dào sức khỏe, tràn đầy ơn Chúa, để cha tiếp tục dạy dỗ chăm sóc đoàn Thiên Chúa trong giáo xứ chúng con. Và chúng con tin tưởng rằng nhờ ơn Chúa soi sáng và nhờ cha quản nhiệm cha nâng đỡ và đưa giáo xứ chúng con trong năm đức tin này được vững vàng đức tin và sống xứng đáng với danh hiệu giáo xứ Đông Xuyên. Con cũng xin kính chúc quý nam nữ tu sĩ sang năm mới thêm một tuổi mới dồi dào sức khỏe, tràn đầy ơn Chúa và tiếp tục sống trong đức tin cậy mến, và nhất là trong tu đức của đời sống dân thân của cùng Chúa. Thay mặt ban đại diện ban giáo, chúng con xin kính chúc quý cụ, quý ông, quý bà cùng thể toàn thể chị em trong giáo xứ sang năm mới dồi dào sức khỏe, tràn đầy hậu ân của Chúa, và xin chúc cho mỗi gia đình chúng ta sống trong lòng đức tin để sống học hỏi và thông truyền đức tin. Và xin kính chúc trong giáo xứ chúng ta ngày một thương yêu nhau để sống đức tin làm chứng cho Chúa trên mảnh đất quê hương chúng ta. Một lần nữa con xin chúc mừng năm mới, xin chân trọng cảm ơn. Con xin trang có những lời tâm tình với anh chị và cả chúng con, xin được cùng phải cảm. Trong khi quý ban thường trực ban hành giáo Tân Kiều, thưa quý thầy quý sư, năm nay rất là vui mừng có quý thầy quý sư chính quy đã cũng về ăn Tết được dài ngày, hôm nay cũng đang nhận diện tới đây, đây là một cái điểm vui nhân thêm đối với giáo xứ Đông Xuyên chúng ta năm nay. Và kính thưa toàn thể quý cộng đoàn đang hiện diện tại nơi đây hôm nay trong thánh lễ đầu xuân, lúc nãy tôi đã chúc toàn thể quý ông bà anh chị em ở nhà thờ rồi, và bây giờ thì theo truyền thống tốt đẹp của giáo xứ Đông Xuyên chúng ta là từ lâu đời rồi mà đền thờ đức ông, ngài con muốn có những giờ và gặp gỡ tất cả quý ông bà con cùng với chúng ta cùng chúc mừng sự với nhau, một phần là những thời gian
Nha Trang thiếu lắm nói. Quá nản. Với sự hiện diện của ban thường trực, ban thầy giáo, cán bộ đoàn ở đây, nên thấy tình cảm mà mọi người đã dành cho tôi với cương vị là quả sứ hay là quả nhiệm. Sau khi tôi thất ngày 22 tháng 7 cho tới ngày 25 tháng 7 là được cha giáo phận đã trao trọng trách là quản sứ cho tôi. Cách đây lúc vừa tròn một năm thì chúng ta cũng ngày này tại hội trường này đã có một buổi gặp gỡ đầu xuân. Thì đó tôi còn là cha phụ tá thì tôi ngồi bên cạnh tiếp ông. Nhưng mà quả thật là hôm nay tôi cũng không nghĩ rằng tôi lại đứng giữa và có cái mình tôi mà thôi. Thì thực sự là tôi có cảm nhận có một cái gì đó mà Chúa đã trao trọng trách cho tôi sống cùng với cộng đoàn chúng ta, đồng hành với cộng đoàn chúng ta. Chắc thấy trong 5 năm vừa qua khi mà tôi phụ tá cho Đức Công đã sống đồng hành với cộng đoàn, tôi đã nhận được cái tình cảm rất là tốt đẹp của anh chị em đã dành cho tôi từ ban chuyên chương, ban thầy giáo và tất cả mọi ban ngành và mọi người đã cùng công tác, đã cùng yêu thương quý mến tôi, đã cầu nguyện cho tôi. Và một phần nào đó tôi cũng thấy rằng tôi cũng đã hoàn thành cái bổn phận của mình để phụ tá cho Đức Công. Thì sau khi Đức Công qua đời, bây giờ với trọng trách nhiệm vụ mới, tôi cũng mời gọi tất cả mọi người chúng ta từ ban thường trực, ban thành giáo Tân Kỳ cũng như các ban ngành và mọi người hãy cầu nguyện cho tôi cũng như cùng cộng tác để làm sao chúng ta cùng nhau xây dựng một cộng đoàn nêu nổi bật được, cộng đoàn đức tin, một cộng đoàn yêu thương, một cộng đoàn hiệp nhất, một cộng đoàn hiệp thông, và nói lên cái tính giáo hội hiệp thông và tính giáo hội tham gia. Thì một giáo sứ có truyền thống lịch sử lâu đời như Long Xuyên chúng ta, thật là hiếm có giáo sứ mà có cái nền tảng đức tin như ở Long Xuyên này. Cho nên khi mà chúng ta bầu trao trọng trách cho tôi, thực sự tôi có những lúc, những đêm mà tôi thấy run sợ, tôi thấy run rẩy. Vì ngay từ đầu khi tôi về phụ tá, tôi cũng chỉ nghĩ rằng là lạy Chúa, con xin Chúa cho con phục vụ giáo sứ khi nào Đức Ông qua đời thì là hoàn thành nhiệm vụ của con. Và sau đó thì xin Chúa, nếu con đẹp lòng Chúa thì Chúa để ở lại, và nếu con không đẹp lòng Chúa thì xin Chúa hãy quan tay giám mục để điều con đi một nơi khác. Và có lẽ là nếu con ở đây không xích ích cho cộng đoàn bao nhiêu thì xin Chúa hãy ra tay và thực hiện sớm cái điều này. Cái quả thật thì tôi nhận thấy là tôi ở đây mặc dù là quê hương nhưng mà đã được bà con thương mến, được mọi thành phần đã đón nhận, mọi thành phần đã coi tôi như là một vị mục tử, tức là như là người chủ chiên được sai đến giữa cộng đoàn. Và điều ấy đã làm cho tôi được an tâm một chút nào, và tôi cũng có phần là giảm đi cái sự lo lắng. Và một lần nữa trong đầu năm mới này, tôi xin tất cả mọi người hãy cùng cầu tác với tôi để làm sao chúng ta trong khi chờ đợi có những cha xứ chính thức của giáo xứ về để bà coi một bản chính thức là cha chính xứ riêng của giáo xứ Long Xuyên, thì dù cái thời gian đó cũng biết sớm hay muộn, nhưng mà xin mọi người hãy cùng với tôi để làm sao chúng ta xây dựng để xứng đáng Đông Xuyên mẹ, Đông Xuyên gốc tại quê nhà này, để luôn luôn gìn giữ đức tin, luôn luôn củng cố đức tin, luôn luôn sống đức tin, và làm sao phải sống xây dựng nổi bật nên được cái truyền thống đức tin từ lâu đời cho đến ngày hôm nay, phải luôn luôn được thăng tiến, luôn luôn được củng cố, luôn luôn được tiến diễn, chứ không phải là chúng ta dừng lại hay là chúng ta thụt lùi. Vậy thì tôi mong ước rằng xin tất cả mọi người chúng ta trong năm mới này cùng cầu nguyện. Còn đối với riêng cá nhân tôi mà có những cái gì mà thiếu sót và yếu kém thì tôi hy vọng rằng là quý ông bà và anh chị em hãy bổ túc để bù đắp cho cái sự yếu kém đấy. Nếu như mọi người đoàn kết, mọi người yêu thương và chúng ta cùng
sứ thì chắc chắn giáo sứ của chúng ta cũng sẽ thăng tiến về cơ sở vật chất bên ngoài cũng như là nội tâm tinh thần về đức tin, và mong muốn rằng năm đức tin năm nay thì chúng ta hãy cùng nhau tái khám phá đức tin, chúng ta hãy nhìn về quá khứ ngay sau tổ tiên đông xuyên của chúng ta sống đức tin rất là vững vàng, thì mong muốn chúng ta là con cháu chúng ta hãy cố gắng làm sao để phát triển đức tin đấy, để cho hạt giống đức tin của giáo xứ chúng ta ngày một thăng tiến. Còn trong năm tới này nhiệm vụ chúng ta còn rất nặng nề, chẳng hạn như cái nhà bộ trường này hôm nay chúng ta thấy mặc dù có xây rộng như thế này nhưng mà cái số người vẫn ở ngoài rất đông, chưa đáp ứng được đủ người ngồi. Tôi hy vọng trong tương lai chúng ta còn phải xây những hội trường lớn hơn nữa, có thể là nhà ở phía cạnh nhà thờ hoặc là có thể ở phía bên kia, làm sao để biến cái khu Đông Xuyên chúng ta trong tương lai thành trung tâm thành hơn, vì chúng ta lợi thế là có một các đấng tử đạo cũng như là một cái nơi có lịch sử lâu đời, thì có rất nhiều du khách cũng như là nhiều người kể cả không phải công giáo là hương dân cũng rất là muốn đến thăm giáo xứ Đông Xuyên chúng ta. Vì thế mà tôi mong muốn trong năm mới tôi cũng xin tất cả mọi người chúng ta cố gắng làm sao chúng ta có những cái tài năng đóng góp gì để chúng ta góp phần xây dựng sinh kiến, để chúng ta dần dần hình thành các cái ý tưởng đó là chúng ta xây dựng một Đông Xuyên thành trung tâm du lịch, và đồng thời còn rất nhiều việc phải làm khác về củng cố các hội đoàn đức tin và đồng thời đào tạo giáo lý, cũng như là chúng ta thấy rằng ngày hôm nay cả xã hội nhiều sự mà tha hóa xuống cấp, thì chính chúng ta phải làm sao giữ vững đức tin, và chúng ta phải giúp cho các nơi khác vững vàng đức tin và nơi chúng ta đã sống được như thế. Kính chúc tất cả quý ông bà và anh chị em năm mới thêm một tuổi mới, một năm mới rồi là sức khỏe và một năm mới an khang hạnh phúc. Xin cảm ơn. Đây tôi cùng với chúng ta đơn đi, và chúng ta tôi sẽ cộng cá chúng ta do chúng tôi xuống 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 2 3 4 nhá, để cho anh thể hiện cái bầu không khí rộng hơn nhá. Bắt đầu nhá, xin các bà nữ giới cũng đứng lên. Kính thưa các cụ ông bà anh chị em, qua đi không mấy, bận rầy năm ngoái, còn cái công thật tài những lời chia sẻ còn không có niềm vui cho muôn đoàn, nhưng ông ai còn sống mãi, tổ phụ chúng ta sống 600 năm mà bây giờ đâu, nhưng năm nay niềm vui cho cha quản nhiệm năm nay là lên trước rồi. Thế là quả nhiệm, còn năm ngoái vẫn là phụ trách. Kính thưa các cụ ông bà anh chị em, trong một năm, nhất là năm nay đức tin, trong lời chia sẻ của cha đã nói về mùa xuân, sắc tánh nói về lời xuân, lời có ơn khôn ngoan là Chúa thật đã cho một năm rất nhiều ơn hạnh và bình an. Thế năm mới này là long tịnh, tức là quân mà thế nếu xuất tịnh không như đạt là ngày cuối cùng của tất cả quý phụ bà anh chị em và thể giáo sĩ chúng ta và tổ tiên ông bà cha mẹ của dân của chúng ta khắp nơi trên thế giới, ngày cuối cùng cũng được quy luật về với một tinh thần sống lại trong sắc thịt linh thiêng, là ngày sau ấy chúng ta vui đây
là vui trần gian, nhưng chưa vui bằng đâu đâu ngày mà chúng ta cần lục tư duy mới cho em còn là khi gặp đến đây cũng là thay mặt tất cả người cao tuổi chúc mừng đi ra các ban ngày trong phụ hòa một đoạn một năm mới nhân các vật thủy còn niềm vui của thiên chúa xin ra cùng đầu chúc của đảng bộ này hết kính thưa quý bạn cộng đồng và ban giáo, kính thưa quý cụ, thưa bạn bè cộng đồng, rất vinh dự cho con, thật sự là con không ngờ mà không dám là được đứng lên đây trong buổi đầu xuân mới, kính thưa ban hành giáo cho phép, thưa cha xứ cho phép, con xin được có đôi lời ý kiến. Trước hết, xin kính chúc sức khỏe, chúc năm mới tới cha xứ, tới ban hội đồng giáo xứ, tới ban hành giáo, tới toàn thể các cụ và tới tất cả mọi người trong giáo xứ một năm mới an khang, tràn đầy hồng ân và đạt được nhiều kết quả. Và trong phần bầu không khí trong tay che chở của Chúa, sau nữa con xin được có đôi lời như sau. Thứ nhất, trong giáo xứ chúng ta trong năm qua đã mất đi vị đứng đầu, vị chủ trang, nhưng được bồi là ngài đang ở gần gũi chúng ta. Chắc bây giờ nếu ngài về nơi quê trở, chắc không quên giáo xứ chúng ta, ngài gắn bó với chúng ta rất là nhiều. Thứ hai, trong khuôn viên nhà xứ rất khang trang, rất khang trang, cái ngôi nhà của cụ mặc dù chưa hoàn thành nhưng cũng nói lên được sự nhiệt tình của rất là nhiều người. Cái sân xung quanh nhà thờ rất là rộng lớn và đặc biệt. Đó là những kết quả của trong năm qua. Còn trong năm mới, như cha xứ vừa rồi nói câu cuối, nói rằng cây hoa đào mà ban hành giáo mua về rất là đẹp. Hy vọng rằng cả giáo xứ chúng ta cùng công tác và cùng dưới sự hướng dẫn của cha xứ, mong sao toàn giáo xứ các cụ tổ các bà các ông đoàn xung quanh cha xứ như cây đào nở hoa tốt đẹp. Con xin kính chúc